có máy chạy đi. Mệt nha. Cái gì? Anh đi ra đi rồi đi vô lại. Ủa, mắc gì từ ngồi đây thì bắt ra vô lại diễn chi cực vậy? YouTube coi thiệt. Tao nói chuyện đàng hoàng, thực tế anh đi ra. Ủa, đi. Ủa, ngồi đây quay giới thiệu được hả? Nó không có bất ngờ. Ui trời, làm gì đó bất ngờ, có gì bất ngờ? Cái một đồ về đó hả? Ngồi đây bất ngờ rồi. Chủ như tự nắng bắt người ta ra ngoài xong vô lại chứ bất ngờ. Đứng ở ngay đây nè, rồi đi vô. Đi đi. Ngay chỗ đó có anh thấy nói chuyện 2-3 phút rồi đi vô. Mà kia luôn á. Diễn đi chơi nó vui. Rồi bắt đầu đi ra nè, diễn luôn nè. Mẹ nữa thì vậy đó. Đúng vậy trời. Hiểu không? Khổ ghê. Cái này cũng diễn giả trần thiệt sự luôn á. Thì bây giờ nè, xin chào quý khán giả, là đi ra là đi vô. Mới thấy hợp tác mà thấy mới làm với nhau mà thấy không có hợp gì lắm rồi đó. Tự nhiên cái tự nhiên đang học học qua YouTube cái tự bắt ra vô chạy dạ, vô. Xin chào mọi người các bác. Để phải chờ đúng không? Những tiếng Anh official. Bây giờ anh muốn lớn ra hay nữa. Bây giờ mình thôi mình giới thiệu đi vô cho bất ngờ mà ghê luôn thì khổ lắm quý vị. Dạ xin chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Anh Official. Dạ hôm nay là một ngày cũng không có gì đặc biệt hết ạ. Dạ hôm nay là một ngày mà mấy chị em đi họp như bao ngày khác. Mà đã rất là lâu rồi em mới quay trở lại quay một cái clip YouTube. Chắc là một tháng này em mới lên được 2 clip hay sao vậy Kiều? Chị là mấy clip rồi? Chị 3 tháng lên clip. 3 tháng. Chị Kiều kêu là bữa giờ chị Kiều mới đăng clip gần nhất lên, mọi người không hỏi thăm gì. Mọi người đang giới thiệu là đang tao vô nước mà đợi nãy giờ. ta vô ta kia chị Kiều không á? Nói chứ bà con cô bác cũng hay hỏi là sao lâu quá không thấy lên clip. Em cũng vậy mà, tại vì em không lên thì mọi người không comment thôi, chứ chắc clip này em đăng lên chắc mọi người cũng vô nói đi cho anh chị. Dạ hôm nay giới thiệu bà con cô bác đây là đứng đợi nãy giờ luôn để kêu vô đó hả? Mời xin mời nhân vật mới bước vô. Mời bước vô đúng không? Quay qua đó đi, tôi vô quay qua đó tôi vô bất ngờ. Hôm nay thì đi ngoài cái việc đi họp bình thường thì có quay clip này là để giới thiệu bà con cô bác một nhân vật mới. Dạ mới xuất hiện ngày hôm nay thôi chứ còn cũng đã quay clip vài clip rồi ạ. À. Dạ xin mời đạo diễn Đỗ Phong ạ. À. Rồi bất ngờ dữ chưa? Trời ơi. Bất ngờ dữ chưa? Vô bất ngờ dữ chưa? Anh đi diễn hay gì mặc đồ này nhỉ? Làm. Đi làm hả? Ừ. Nghề chính hả? Nghề chính. Nghề chính kiếm thêm đúng không? Bắt gì ly xuống dưới. Ta lia với phun bồ người ta mới thấy rõ được dạ, chứ. Chào bà con cô bác nha, nãy giờ bực cái tự nhiên cái vui ngồi họp từ sáng giờ rồi bắt đầu qua YouTube. YouTube mới nói em thì ra ngoài kia đứng đợi đi rồi khi nào nó giới thiệu chạy vô cho bất ngờ. Ui, bất ngờ dữ chưa? Đứng đợi nãy giờ luôn, đứng nãy giờ luôn. Mà người ta nhờ thì ta vui vẻ, ta hỗ trợ đi. Sao mà bắt bẻ dữ vậy? Bắt bẻ gì hỗ trợ chứ cũng phải chút đứng đợi người ta muốn hỗ trợ. Bà con cô bác quen coi kiểu đó rồi, mọi người không biết bực vô cái là ngồi nói liền. Có giới thiệu đàng bà con cô bác coi là lúc nào mà thách thức gì nó thật, nó chân thật. Đúng mà thì có gì đâu không chân thật, mình cũng chỉ là đang diễn lại đúng cái hình ảnh sáng nay mình gặp nhau sao thôi, đúng không? Nó khắc khẩu cùng lối quay chung YouTube nữa chứ. Nói chứ đúng ở ngoài hai anh em cự nhau ngoài một cô bác, nhưng mà lần này mình sẽ bỏ qua để mình hợp tác với nhau trong một cái dự án sắp tới. Trời, em bỏ qua cho bà con cô bác, không bỏ qua tao không bỏ qua đó. Trời. Qua rồi nó làm gì? Làm gì tự nhiên vô bắt quay YouTube quay. Trời, quay đi rồi em giới thiệu cái kênh TikTok của anh cho bà con cô bác biết. Quay YouTube rồi hỗ trợ bà con tôi TikTok. Rồi... Đúng rồi, mọi người cũng có TikTok mà, giờ bà con cô bác cũng chơi TikTok dữ à. Giới thiệu không? Giới thiệu. Chào cô bác à, đây là kênh của Ngân. Nói chung là anh em nói chung cũng rất là quý nhau ha. Rất là quý nhau đó. Nói chung cũng làm chung với nhau cũng lâu rồi Ngân ha. Nói chung là chung cái e, con cô bác nhìn rồi là biết chung cái e với nhau. Nói chung là con mới lập kênh TikTok á, tại vì YouTube thì cũng muốn lập. Bữa đứa con có lập kênh YouTube. Có kênh YouTube rồi. Nhưng mà làm quay clip có 14 người xem, 14 người xem xong nản quá lóc luôn. Cũng buồn mà con có bác. Nói chung là ai thương con qua kênh TikTok của con. Thì ủa nói vậy rồi không giới thiệu tên kênh sao ta biết kênh gì mà qua. Chưa kịp giới thiệu luôn á. Nó nói chung khắc khẩu, sợ là cái lộn. Nói chung là kênh TikTok của con là Đỗ Phong Nè. Đỗ Phong Nè hả? Có chữ Nè không? Có. Đâu mở ra coi. Không có không lẽ giới thiệu. Ủa? Tên em nhớ Đỗ Phong thôi mà làm gì có chữ Nè phía sau. Mà anh nói vậy mà con cô bác sợ Đỗ Phong Nè là nó không ra đâu à. Còn lấy kênh của tao không nhớ thằng mày. Nè, Đỗ Phong Nè. Gì ơi. Mới làm được gần 2 tuần nhưng mà được follow mới có 6.000 mấy nha. Đó, được có clip 2 triệu mấy rồi nè. Đó. Cũng nói chung bà con ủng hộ nha. Không biết YouTube thì YouTube tên gì? YouTube quên tên kênh. Nhớ chứ. Tên gì ta? Tên YouTube tên gì mở ra không có sợ tìm được không? Anh tìm xem có tìm được cái sợ mất công chỉ đi sợ cái gì đây. Lấy điện thoại ra. Điện thoại ra móc chỉ có
có gì đâu mà sợ mất nick cả. Cho biết không có gì. Ít nhất cũng có nhưng mà chỉ điều là nó khó thấy thôi. Rồi mở lẹ lên cho bà con cô bác coi nhỉ. YouTube YouTube có gì đâu. Nói chứ bà con kiếm YouTube dễ hơn, bà con cô bác thì kênh em chơi YouTube nhiều. Mà sao kênh em toàn là bà con cô bác em không vậy? Không có cháu chắc, không có bà con dòng họ gì khác nữa hả? Anh em chị em cũng có hả? Có nhưng mà ít. Hả? Lớn lớn không à, bà con cô bác không à, chứ cháu chắc thì đúng, đúng rồi. Bà con cô bác hai là một cô chú. Ừ. Chú mà tại vì thì tuổi của Ngân là là dễ thôi đó. Không, ở đây ai vậy mà. Ủa vậy hả? Ừ. Anh vô là không phải xưng hô vậy đó. Dạ chào bà con cô bác. Dạ. Chào bà cô chú. Dạ ông bà cô chú nữa. Ông bà cô chú của bác coi YouTube không hả? Ủa không đi làm ăn vậy đi trời, ông cô chú hoài vậy. Xin lỗi con cô bác, tức mừng thẳng lắm. Không, người ta đi xem một thời gian rảnh. Chứ tôi đâu phải xem ngày hết ngày đâu. Ai đâu mà rảnh qua 45 phút, đâu không rảnh dữ vậy. Trời ơi, có. Người ta yêu quý là ta bỏ thời gian nữa lắm, có anh trước giờ đâu có coi kênh đâu. Ủa thì người ta mở ra xong người ta để đó, người ta nghe cái tiếng, người ta đi làm công việc đó thôi. Mê, nghe cái tiếng là liên quan gì? Có nhiều lần em đi ngoài đường em bịt khẩu trang nha. Bịt khẩu trang người ta vẫn nhận ra, người ta nghe cái tiếng. Hay không? Trời ơi, còn bữa còn ngoài thua tao nữa. Bữa tôi bịt cái tiếng lại mà nhìn cái mặt tao tao nhận cũng không ra luôn. Khoe quá. Đi với em xong cái chạy lại tưởng hỏi đúng không? Anh về hỏi, ủa về chị Nguyễn Minh Anh phải đúng không? Không đúng. Còn, ủa trợ lý ai của chị hả? Bảo vệ như Nguyễn Bảo vệ quán gì đó, cái gì đó. Sashin, quán mì sashin đó. Tự nhiên bước tới cái tự nhiên, cái Nguyễn Thiên Ngân không anh, Nguyễn Thiên Ngân đi chung mày ngăn. Nguyễn Ngân không anh, Nguyễn Ngân, Nguyễn Ngân giỏi như mày không? Từ nó đó, mình là sửa áo chắc nhận ra mình luôn nha. Anh là trợ lý của chị hả? Tự nhiên muốn đủ quán tan liền, không có ăn mì cay nữa luôn. Tôi muốn chuyển qua ăn mì lạnh luôn. Thiệt chứ bộ quán đúng cay quán mì luôn rồi. Mẹ nó bảo vệ. Mình đang mặc đồ bảo vệ á. Xin lỗi. Bữa nay đang nổi tiếng với cái clip bảo vệ á. Ủa vậy hả? Có nổi tiếng không? Thì 2.8 triệu nãy giờ anh ngồi trước khi bấm máy lên thấy khoe hoài mà. 2.8 triệu hồi nào? 2.9 triệu nha bà con. Sắp lên 3 triệu rồi, mọi người không coi clip TikTok mở cửa xe của em nha. Nói chung là cũng đi làm kiếm thêm á, bà con ủng hộ để có clip có kênh cho tới em bán nhang á. Thiệt, tuổi gì? Bán nhang là thảo dược, thảo mộc. Nghe bán nhang lắm á. Cái này lên hương lắm, mặt này bán nhang. Bán nhang đời lên hương lắm á. Có không? Lên hương. Lên hương. Lên hương mới điều tải giống lên bàn thờ. Quên giới thiệu nãy giờ bên này bà con có bác đây. Ờ ơi, quay nửa tiếng đồng hồ mới giới thiệu Thanh Kiều. Hôm nay ông lên bác hết trơn rồi. À, bên này bé Lệ. Dạ, chào quý vị, bé Nhi thì đang quay clip cho em ạ. À. Mọi người nhớ follow kênh YouTube TikTok của em nha. Rồi, bà con có bác nhìn thấy rồi. Thấy không? Thấy, có điều follow thôi. Chưa lấy nét kịp. Đủ không nè. Gõ là dễ kiếm. Có cần phải chạy chữ luôn không? Nhớ chạy chữ nha. À, mọi người thấy cái chữ không? Cái ghi chữ dưới nha. Rồi chắc, chắc, chắc. Chút nữa em đưa clip này cho tự edit. Thôi, 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 thôi. Chứ em không có ý chứ em cài chạy chữ lắm. Chút nữa anh tự edit nha. Rồi họ nói vô chính là bình thường, sắp tới. Bình thường nha, qua nhà mẹ nha. Quay clip này kia ăn mặc, ăn mặc nó sao ta? Lụm thụm lắm, mình hôm nào qua YouTube nhà mặc đồ đẹp lên vậy đó. Không, ủa ở nhà mà. Ở nhà ai chả mặc bình thường đúng không? Kiểu ta mặc ở nhà ta mặc bình thường luôn, tự không lẽ ở nhà anh diện lên. Ý là sao? Ý là ý chê em ở nhà anh mặc lụm thụm là mặc đồ ở nhà đồ. Không, tự nhiên thấy sang xì xấu ta. Tự nhiên đòi bánh nhang đồ. Người ta ủa bán nhang sân si bán nhang cho nó bớt sân si lại. Bữa qua quay clip lên thầy bà gì. Bữa nhớ quay cái clip gần đây với em là cái clip anh qua nhà anh làm thầy phong thủy không mày coi luôn có gì chỗ kênh mấy trăm ngàn lượt follow mà có 10 ngàn người coi. Ủa chứ bằng anh không? Không chứ sao bằng anh được trời. Hỏi câu hỏi vô duyên chứ. Bởi vì anh hỏi anh nổi tiếng vậy mà em quay sao? Thì sao tao với mày nói chuyện cãi lộn nhau hoài luôn mà sao quay YouTube làm gì? Nhưng mà sắp tới phải vẫn phải làm việc với nhau. Giới thiệu công vai trò mới của anh ở bên em dạng thành viên mới trong dự án sắp tới ạ. Đạo diễn Đỗ Phong. Quay clip cho bé con của anh Khương Dừa. Nhưng mà clip cũng nít á. Không phải clip là phim. Dữ vậy nè. Phim luôn á. Ủa là phim sitcom phim hả? Chứ anh định nghĩa nó là cái gì? Hả? Chứ anh định nghĩa nó là ủa mắc gì tạp gió bắt định nghĩa nữa. Ủa đạo diễn không định nghĩa được cái thể loại mình làm là gì? Tao không thích định nghĩa được không? Đừng có định danh mày đó. Nó là cái gì chị Kiều? Nói là gì? Dạ nó là phim ngắn hay là như thế nào? Gọi chính xác nó là gì? Vì mà con cô bác đang coi YouTube giải trí thì nhìn cái sitcom cũng đúng lắm. Series
Ừ, sorry, chắc là sorry á. Quên lâu lâu em mặc cái áo rồi quay trong đốc lâu lâu rồi kéo xuống nữa. Là cái kiểu nó vậy rồi. Không nó lên là nó sẽ không có đúng cái form. Đúng không? Sao thích không? Bán mặt ong hoặc là bán quần áo không đúng form được. Ủa, ta mặc đồ thì cũng phải biết cách ăn mặc chứ. Chứ bộ tôi biết ăn mặc hả? Hôm nay đi học mà con có bác này cái này là đang chuẩn bị quay clip sắp tới nhờ tụi em quay clip TikTok mới thay đồ. Trước nãy đến giày tây sơ vin đóng thùng dữ dội lắm, ra dáng không cách đạo diễn lắm mà con có bác mắt đi quay xuống đôi giày chưa chà nữa. Lần đầu em gặp vậy, lần đầu em gặp cái phòng trời ơi sơ mi đóng thùng trời ơi nhìn thật sự lắm mà bình thường tưởng tượng đa cấp xin báo công an bắt em luôn. Rồi giới thiệu tiếp đi anh. Địa danh tên của em rất anh giới thiệu. Giới thiệu về cái series anh sắp làm cho bên Phương đó. Có sắp làm có series nữa hả? Series trà sữa đó. Sao? Ý là giới thiệu cho bọn cô bác biết đây. Làm cái nó về gì, nội dung sao? Ai biết răng hộp nè, trời ơi. Bé tắt nghề luôn chị. Tự nhiên kêu người ta qua con bắt đầu học nội dung, tự nhiên hỏi lồn nội dung gì. Kêu học sao biết nội dung gì. Đừng có xạo nha, làm kịch bản rồi mà kêu không biết làm nội dung gì. Cái này mới là xạo nè. Làm kịch bản là bên tiên kịch bản làm, còn tôi làm đạo diễn mẹ ơi. Ủa chứ đạo diễn thì không nắm kịch bản hả? Bây giờ mới nắm nè, bây giờ hộp mới nắm nè. Sao mình thấy cái khắc khẩu thiệt luôn á, nếu hợp tác. Thực ra là vậy nè bà con, nói chung là cái team làm cái dự án này là chỉ có 4 đứa tụi tôi thôi nè. Đó, mày ngăn là qua YouTube thôi. Mày không có tham gia dự án này, mới qua mới điều phối luôn cái dự án người ta luôn. Thực sự luôn á, thực sự chắc chắn bà con là dự án này không có cái ngăn. Mà qua YouTube thôi đó. Ví dụ như ở nhà quay mình biết quay gì, giờ không lẽ quay sáng quay vậy cái gì cũng ra đi toilet à. Rồi qua đây có người đông đông ngồi nói chuyện 88 quay YouTube chứ flow có mặt không. Ê, chưa bán được chai nào nha, đừng có mà mua phóng nha. Thôi sao bán được, sao bán được, ăn ở thì sao bán được. Chết ghê trời. Rồi con qua kênh con sắp tới bán phòng cạnh cạnh như đó. Nghe vậy đó không ai muốn ủng hộ rồi. Chưa gì đã đi cạnh tranh với người ta. Tất nhiên rồi, buôn bán mà quan trọng cạnh tranh để khách hàng có lợi ích, khách lợi thuộc về khách hàng. Mà không, mà lít nhiêu? 280. 280 con bán 270. Thái giá này chơi. Mà ông rừng đúng không? Chắc ông rừng không? Không, đâu phải mà ông rừng đâu, mà ông nuôi thôi. Mà ông nuôi là con bán một ông rừng luôn. Thì anh bán đi, ai nói gì đâu. Mà một ông đi tính đích thân con đi mua gì cũng bán luôn. chứ đâu dám bắt không. Mới bắt mình sợ tao chửi. Chứ không phải bán nhang hả? Sao nhang bán từ. Rồi. Hả? Sao bán nhang rồi còn chuyện cho bán mật ong chi nữa. Cạnh tranh được không? Ngồi nói chuyện quay phim ngồi nói chuyện nói từ cười run máy sao mà con quá coi. Nói cái gì đâu. Nói chưa? Còn cãi lộn rồi, không biết nói gì. Bởi anh á, cái miệng anh á. Không biết sao á, cách máy thì nói chuyện vui lắm mà cứ mỗi lần mà quay, bấm quay là tự nhiên thấy anh đang không áp lực là mình cũng áp lực theo. Tại vì tự nhiên bình thường thoải mái thì chỉ mấy vô mặt hoài ngại chứ. Lỡ nói cái gì đó sao? Hả? Sao thấy mấy quay anh áp lực dữ vậy? Tao diễn viên chứ phải YouTuber. Trời ơi, YouTuber còn dễ hơn diễn viên nữa. Mà YouTuber thấy vậy khó hơn. Mệt quá, nói con ổng cũng cãi quá, giờ không nói cái gì luôn á. Vậy làm sao đi, hai người cãi nhau đi, giống như thôi ông bà mà ông hàng xóm mà suốt ngày cãi nhau đó. Làm sao đi đi. Rồi chuyện qua nhắn tin người yêu rồi, anh đang... rồi họp dữ chưa? Nó quay YouTube nhưng mà ngân. Ê, làm sao đi, hai người cãi nhau đi, đang... Tôi cãi với bà đó, tự nhiên tôi xuống cãi với bà nãy giờ đó. Cãi đi, hai người cãi nhau đi, nó duyên. Mày điên thiệt chứ, tự nhiên cái đang yên đang lạnh cái suối người ta cãi nhau làm YouTube. Ừ, hai ông bà già. Ừ, hai ông bà già hay là một ông là bảo vệ, ông là một bà này buôn bán gì đó. Bà mới già đó, tự nhiên cái suối người ta cãi tao mà chửi bà luôn đi, quay qua chửi bà. Tự nhiên tao nói cái phải là kêu làm già đâu. Sitcom rồi. Ừ, sitcom thôi, làm series thôi, diễn thôi. Ủa, nó cũ à. Dám đâu. Ủa, mình cái chủ đề là mình phải duyên làm duyên đề gì đó. Nhiều khi sống nhau, nhiều khi ở gần nhà làm việc chung cãi nhau được, chứ khi diễn không cãi được. Sao vậy? Hả? Mới giờ thử diễn nè. Diễn đi. Giờ cãi về cái gì? Tự nhiên hỏi cãi về cái gì, nó thấy ghét không? Thấy bực không? Phải mở miệng ra thấy ghét rồi. Bực không rồi, chứ đừng có nói về cãi cái gì. Cười thích cười cũng thấy ghét mấy chứ. Mày ghét hồi mê này. Hả? Má ăn có bún thái đó.
nói không hết. Anh có nghe câu ghét của nào từ trao của đấy chưa? Tôi ghét mày ngần. Trời không dám trao đâu luôn, có thiệt không? Cuối đời hai người lấy nhau cười chết luôn. Anh nên thấy team em là toàn con gái không? Còn con gái xinh nữa. Anh lần nãy không dám nói ai là con trai luôn. Mệt ghê. Đi. Chị Kiều nói giùm em ấy, nói nào. Thấy chưa, nói hai người là phải diễn cái đó, nó vui. Vô không? Ừ, vô, nãy giờ là vô đó. Nãy vui giờ là... vui mà đừng có lia máy mà Kiều đang vô thì quay quẩy cái nó tụt hết à. Nãy giờ là vô một phút rồi đó, nãy giờ là một tiểu phẩm rồi đó. Để được rồi, thì up YouTube đừng tập vào đó. Ừ, một tập rồi. Ừ. Sẽ đi rồi. Chào con cô bác nha. Chứ vừa lòng mày chứ bây giờ quay nữa hả? Quay nữa. Không. Bao nhiêu phút rồi? Bao nhiêu phút rồi? Anh già đi, anh già sẵn rồi. Bao nhiêu phút? Bao nhiêu phút? Em diễn già không được, mấy em diễn con anh đi con. Không, già em đừng có diễn cái mặt em đi nghiêm trang lại già rồi. Không, mặt em không có già, mặt anh mới già. Những cái mặt ngăn không có già. Em diễn có được, trời em đừng có diễn già. Không, mặt em trẻ con lắm, người em không đóng vai già. Má mặt trẻ con. Quay cận vô một cái. 17 nó chân chim quý vị ơi. Mà nhìn lại coi cái mặt nào chân chim nhiều hơn nè. Chỉ mắt chân chim. Anh cười cái coi. Mắt chân chim bắt tiện răng bực mà bắt ta cười. Người ta khùng cái gì. Em cười không có chân chim với anh là không cười cũng thấy chân chim rồi đó. Đâu? Có chân chim không? Này chân đại bàng luôn nè. Đâu? Có chân đại bàng không? Có cái rảnh khoái cười cái rảnh này. Cái đó ai cười mà không có cái rảnh. Anh nhìn coi. Cái rảnh người ta là cái đường nó là cái đường giống như đường chỉ thôi. Còn mẹ cái rảnh mẹ giống cái rảnh mương vậy đó trời. Thì cái sự để cái điện thoại vô còn được nữa. Nó đáng cười đi. Cái ngang ngày mỗi lần nó cười mới nằm ngửa ngang đổ nó ngậm miệng nha mà đổ nước mà nó đậu ra cái rảnh một lít nước. Xếp thì một chiếc thiền giấy mà bỏ lên trên đó nha, nó nổi tao bằng người đồng bệnh cái rảnh luôn nè. Mà không có chấp nhận mình già. Mà đâu có trẻ gì nữa, nhiêu tuổi rồi? Đừng có hỏi thấy chưa, những người già không bao giờ thầy giống thầy tuổi, sự thật là vậy. Bao nhiêu tuổi rồi? Thôi đừng có nói chứ hâm ở đây phải nói là ba hâm chứ không phải là hâm phải là ba mười mấy chứ không phải là hâm, phải là hâm giờ này mà hâm gì nữa, là tanh hâm gì nữa, em là hâm thôi. Thiêu rồi còn hâm đổ luôn. Ừ mày có hâm thôi không hâm. Có ba nói chưa hầm thiệt, 29 tuổi 9 chứ 30 đúng không? 28 đúng, 28 mà 28 tính tuổi dương quý vị, còn tuổi âm là 33. Đâu đâu tuổi âm 33. Ừ? Có biết tính không vậy? Người bị ghét tự nhiên ta tính lên cỡ đó được không? Anh đừng có liếc em nữa. Ừ, trời mà không ưa, rất là không liếc. Bây giờ thấy này vô tim mình thấy cũng tim mình mới là tim mình y như mẹ trong tim mình cái đó, tim mình bị đuổi cái tim mình. tim mình chắc em trong tim này mà em tim mình. Em ở trong tim này mà có anh ngoại đạo hơn mà anh vô anh hơi lấn lướt tụi em rồi đó. Trời ơi anh chị sân si đó là anh chị lấn lướt ôi trời ơi tụi tụi bd cho ta kỳ gì xin lỗi với con bác cho đoạn này cắt đi ngân không cái đoạn nào anh nói cắt lên thì mang lên đầu mà em làm YouTube bao nhiêu phút chừng nào hết nói rồi đội YouTube là dài ai coi coi chứ. Bữa có anh ta coi dài lắm. Trời ơi. Cái clip mà hồi chọc anh Thái là bao nhiêu view rồi? Mấy chục ngàn à. Ủa chứ cái đó cũng cao rồi đúng không? Trên fanpage thì cao mà YouTube không cao lắm. Thì YouTube bị ai coi chứ đâu. Còn cô bác kéo hết vô bên kênh con của anh Phương Dừa rồi. Con nít nó hồn nhiên hơn con người lớn giả tạo. Rồi cuối cùng cái bà con cô bác tưởng đâu làm YouTube để giải trí, để bà con cảm thấy được giải tỏa, được truyền cảm hứng. Ai dè là cái YouTube mục đích để bắt mặt ông. Rồi tự nhiên cái bây giờ cô bác cô chú lớn tuổi thì bắt mặt ông hoài, không họ tiểu đường cái gì. Bắt mặt ông hoài luôn. Tính ra mình mới kia mới chuẩn bị bán mặt ông á. Tôi ghét là bán mặt ông vậy thôi. Em con bán mặt ông nó nhằn chuyện bóng muối. Muối sầu quỳnh. Quê tao. Thôi nói chứ em có biết chị kia cứu em. Tới hồi đuối. Tại vì không phải. Tại vì nói với ông không. Tại vì câu chữ có giới hạn hiểu không? Không phải câu chữ có giới hạn. Mà tại vì ý là nói nhiêu nó cũng có nhiêu đó là không tao mà, muốn đổi chủ đề đi. Đổi chủ đề nói về nhan sắc của em được không? Anh bình luận về nhan sắc của em không? Nói chung là ngăn nói chung là đẹp, nói chung là bình thường ngăn mặc đồ bình thường cũng cảm thấy ngăn có duyên đạo đức tốt. Nhưng mà bên này mặc đồ đẹp với nhà nói chung là đẹp nết còn đẹp người, đẹp hình tướng nữa. Đó gọi thôi là đừng, sao ta? Đừng nói đừng khen cũng quen. Người ta gọi là sao ta? Người đẹp bị lúa, lúa tóc bị phăng thôi. Nhưng mà không, ngăn là vừa lúa tóc rồi còn có thêm phăng heo nữa. Nói chung là đẹp từ người đẹp nết á. Anh đây là đẹp nết á. Cái nết anh hiện giờ thấy đẹp lắm rồi á. Anh nói gì nữa. Thôi bữa nay mày vô bàn cái bánh nè. Chào con cô bác nha. Chào chưa.
mấy giờ chỉ mấy mặt quay luôn. Làm em không ở thiệt luôn á, cái miệng anh không nói lại. Trời. Không ở ngoài. Hả? Lấy cái mic ra cho người ta ngồi kia. Chuyện người ta đi, người ta có nhiều bàn, người ta có nhiều sự lựa chọn mà. Người ta tính ngồi bàn đó đó. Hả? Người ta hay tính ngồi bàn đó. Sao? Người ta tính ngồi bàn đó đó, anh thấy cái mic nếm ngồi á. Đưa, đưa bé này quay em xuống làm quán Catenat luôn đi. Nhiều quay qua bên chị Kiều với bé, bé Lệ kiểu gì nữa. Để mọi người chào. Nói chung là em quay mấy, đừng liên quan, đừng liên quan, đừng liên quan. Nó đừng liên quan, liên liền. Hồi nãy chứ bây giờ vô họp đây mọi người, chia sẻ xíu tình hình hiện tại của mấy chị em cho bà con cô bác để mọi người không quên rồi chứ. Mệt mỏi quá, lâu lắm rồi không quay clip cái tình dương, bây giờ quay tự nhiên cái quay nó bị cướp sao nó cứ cướp cướp sao chứ bình thường không nổi đâu. Mong mọi người, bà con cô bác có gì mọi người thông cảm bỏ qua cho tụi em nha. Lỡ có gì nói gì sai hay gì anh Phong nói không vui hơi vô duyên đi. Lỡ có gì sai, nó sai từ đầu đến cuối luôn chứ lỡ cái gì trời. Lỡ có gì đúng anh Phong có nói gì không không vừa lòng mà con có bác thì phật lòng thì mọi người cứ unfriend unfollow ngăn hết nha. Nói chung là nãy con nói chuyện phật lòng bà con thì bà con cứ unfollow với ngăn hết qua follow kênh con. Ừ. À, nói chung là anh Phong quý cũng nói chọc chọc những hai anh em chọc vui thôi. Quý hồi nào? Không hề quý ngăn luôn. Tự nhiên cái chút này bắt ép người ta qua YouTube biết. Có thích không? Hả? Thích. Thích chứ bà con, nói chung là được lên hình vui lắm. Bà con nhớ qua follow kênh TikTok của con nha. Còn kênh YouTube là mình khỏe rồi. Không, kênh YouTube đang suy nghĩ của con đang nên làm lại. À, sắp tới bà con cô bác nhớ đón xem dự án của mấy anh em hợp tác chung với nhau. Dạ, dự án lần dự án đầu tiên mà không biết lần có phải là dự án cuối cùng không. Anh không phải hợp tác với mày luôn, hợp tác với Kiều. Em có tham gia diễn xuất. Có không? Có. Không quay. Trả vai hả? Trả vai. Trả chót hả? Trả chót, không làm. Ơi, anh nhớ nha, anh nhớ ai đưa anh lên. Anh cái clip kia đưa anh lên là mấy triệu view luôn á không? Đồ không ai biết tao luôn. Sao không biết? Có không? Trời ơi, bên TikTok, à bên đấy người ta coi người ta biết chứ sao không biết? Biết luôn hả? Ờ. Cảm ơn quá, cảm ơn Nguyễn Thị Ngân nha. Ừ, có gì vậy? Để cho vừa lòng mấy đúng không? Dạ, thôi được rồi. Nãy giờ tính ra là cái clip này chửi nhau hay gì á, không có thông tin gì mà cái việc thì không có thông tin bổ ích gì luôn. Không có thông tin bổ ích gì thôi, bà con coi giải trí thôi nha mọi người. Thực sự em không biết nói sao nữa. Ủa, bất nhiên bổ ích, thông tin là cái kênh TikTok của tao đó. Ủa vậy hả? Trời ơi, không ấn tượng luôn á chị. Kênh TikTok, thông tin là truyền đạt là có kênh TikTok của con đó. Clip rất là vui, con mắc cười lắm. Bà con qua ủng hộ kênh TikTok của con nhé. Thấy chưa? Dạ, bà con bác nếu mà thấy hai anh em hợp có thể làm sao? Không hề. Bà con nãy giờ thấy không hợp luôn. Ờ, nếu không hợp mà thấy hợp để làm sao đi mà kiểu chửi nhau vậy á. Mà bà con con bác comment giúp em nha. Để... Nói chung là sắp kết clip mà đăng kiểu cái chỗ kết clip mà không kết clip chỗ nào. Em tính kết mấy lần rồi mà anh cứ nhảy vô không á. Em kết đi, quay ra ngăn chặn. Im lặng nha. Dạ. Dạ, cảm ơn bà con cô bác rất nhiều, hy vọng mọi người ủng hộ những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ. Cho tôi chào đi chứ, chào bà con cô bác nha. Hãy ủng hộ kênh TikTok Đỗ Phong Nè nhé.